Cô Liên xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vê dây, một trong những cái kỹ thuật vô cùng quan trọng khi mà mình học đàn cổ tranh. Thì nói đến kỹ thuật quan trọng thì đương nhiên là mình không thể một ngày, hai ngày mà mình có thể làm được trôi chảy giống như các thầy cô giáo và giống như các bạn đã học lâu hơn mình. Tất cả đều phải cần có thời gian hết nha các bạn. Thì nếu bạn nào mà có sách rồi ấy, quyển sách học cổ tranh quyển 1 này nó nằm ở trang 45. Chắc chắn là có nhiều bạn cũng chưa kịp đọc cái lý thuyết ở trong này đâu. Thì cô đã ghi rõ rồi. Vê dây là một trong những kỹ thuật diễn tấu vô cùng quan trọng trong diễn tấu cổ tranh, làm cho các âm đơn rời rạc liên kết thành một tuyến, trở thành trường âm liên tục không ngừng, thể hiện sự phong phú của âm nhạc thông qua cách biến hóa về cao độ, trường độ, lực độ, âm sắc và tiết tấu để diễn tả, biểu đạt tình cảm, cảm xúc và các nhạc khúc khác nhau trong âm nhạc. Vậy thì khi các bạn đọc cái lý thuyết này, các bạn sẽ thấy là sự biến hóa về cao độ này, có nghĩa là dùng vê dây để biến hóa về cao độ, trường độ, lực độ, âm sắc và tiết tấu. Vậy thì mỗi một cái từ ngữ ở trong đấy, nó là một cái kỹ thuật mà khi vê dây mình phải đạt được. Cô sẽ giải thích ha. Đầu tiên để vê dây được thì các bạn phải sử dụng móng phù hợp. Thứ nhất là phải phù hợp size. Size có nghĩa là phù hợp với cái tay của mình ấy. Tay của mình thì có tay to, tay tròn, tay gầy, tay múp múp xinh xinh, tay ốm. Thì mình phải có cái size phù hợp ha. Ở đây là cô đang sử dụng luôn cái móng mà cô đang nói với các bạn là VG cực dễ. Cô đang bán ưu đãi giá 100 ngàn một bộ đấy. Thì khi các bạn quấn móng ấy, đừng bao giờ mà quấn ví dụ như tay mình đi, ví dụ cái to đi, đừng có bao giờ mà cái đây là cái đốt tay của mình đúng không, thì đừng bao giờ để cái móng mà nó cứ lập nó chen nữa mất cái đốt này này. Thì khi các bạn gập cái tay, gập cái ngón lại là đồng thời các bạn cũng gập luôn cả cái phần thịt ở bên dưới này, và cái khớp nó rất là đau, nó rất là đau, có nghĩa là cái phần mà cái chỉ tay của mình đấy. Thì cái móng của mình đừng có đặt sâu xuống như thế này, đừng có đặt sâu xuống như thế này ha, mình phải đặt vừa phải thôi. Hơi nếu mà tay mình cảm thấy cái đốt này nó dài quá thì cái này nó chỉ ở đây thôi, múp ở đây thôi ha. Đây. Đó. Chứ đừng có đặt xa quá mà cũng đừng đặt mớm quá. Thì cái kích thước ở trên móng đây là phải phù hợp nha. Cái này là móng size M, cô đang để size M này. Ví dụ như size M vô cái tay của cô ở đây thì nó sẽ rất là nhỏ. Đó, nó rất là nhỏ. Thì mình phải có cái móng phù hợp lên một chút xíu. Ví dụ như vậy vẫn được, như vậy cũng vẫn được, nhưng đừng có sát quá xuống như thế này. Rồi, kế tiếp là cái ngón cái. Cái ngón cái khi mà các bạn cuốn móng để sử dụng cũng vậy. Cái móng nó sản xuất ra, các bạn thấy không, cái ngón cái nó sẽ là hình khuyết. Đó, tất cả cái ngón cái của mình nó đều là hình khuyết hết này. Đây, tự cô tháo ra nhìn cho các bạn nhìn cho nó dễ ha. Nó đều là hình khuyết như thế vậy. Thì khi mà người ta sản xuất ra như thế này, mục đích là để cho cái ngón cái nó phải vê dây, nó phải có cái kỹ thuật vê dây quét này. Ở đây nó có nhiều cái vê dây lắm các bạn, vê dây không điểm tựa, có điểm tựa, vê dây dài, vê dây ngắn á. Thì cái móng này nó làm cho cái nó, có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ cho cái việc vê dây của mình. Có nhiều bạn đeo móng ấy, nó cứ đứng sững lên như vậy này. Đó, cái móng nó cứ đứng như thế này. Vậy thì như thế vậy là không đúng nhé. Như thế vậy là không đúng và chưa đúng đâu. Hoặc là ví dụ như cái móng nào, cái móng cái này cũng vậy, nó đều có một cái hình khuyết ở đây này. Đó, các bạn thấy không, nó có cái hình khuyết như thế này. Thì khi đeo thường này các bạn cứ đặt đại vô, xong mà ngắn quá này, hoặc là dài quá này, xong đứng sững như vậy, xong cô em vê không được. Vậy thì cái móng này rất quan trọng, các bạn phải biết cách đeo, đeo phù hợp. Nhớ là cái hướng của cái móng là phải về phía bên tay trái. Đó, về phía bên tay trái, và khi quấn nó cũng vừa phải thôi. Ví dụ như cái móng này như thế này thì không thể nào nó sát tận xuống dưới cái khớp này được. Thì mình chỉ để ở đây thôi, vì tay ngón cái đa số tay ai cũng lớn hơn mà. Đó, mình vê nha, thì mình quấn móng vào. Sau đó là quấn ngay cả băng keo. Mình quấn cũng quấn khoảng 2 vòng rưỡi đến 3 vòng thôi. Có nhiều bạn quấn băng keo, chao ôi, 4-5 vòng luôn ấy. Thì trừ trường hợp những cái bạn mà tay ra mồ hôi quá nhiều thôi các bạn. Chứ còn mà tay không ra mồ hôi thì quấn 2 vòng thôi nhé, 2 vòng hoặc 3 vòng thôi, làm sao cho nó quấn nó giữ được cái tay của mình là được. Đừng có quấn quá dài. Có nhiều bạn cắt cái đoạn băng keo á, mà cắt về gấp 3 lần vậy luôn mà vẫn quấn được. Thì nó cũng là một trong cái làm cho cái tay của mình nó bị chậm lại khi mà mình lắc. Mình lắc mình phải thả lỏng cổ tay mà, nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Đó là móng và băng keo nó cũng góp phần quan trọng làm cho cái vê dây của bạn nó có hiệu quả hơn nhé.
Rồi bây giờ đến quá trình vê dây thì các bạn có sách rồi thì các bạn sẽ thấy này, cô sẽ vê dây cái móng mà bình thường nhất ở lớp, cái móng nhựa 30.000 một bộ nhé. Cái móng này là móng nhựa cứng, là cái móng mà khó vê nhất đó, là cô đang dạy ở trên lớp, mục đích là để cho các bạn khi sử dụng cái máy, cái móng mà nó có cái chất liệu đơn giản dễ như vậy, rẻ tiền như vậy mà các bạn vẫn làm được, thì khi qua cái chất liệu tốt hơn các bạn sẽ làm rất là dễ. Thì cái móng này nó cứng ngắc à, nó rất là cứng, nó không có sự đàn hồi. Vậy thì khi mà vê dây các bạn đeo móng vô, các bạn cũng nhớ là mình đeo vừa phải phù hợp ha. Đây ngón cái này. Rồi trong khi mà chờ cô quấn móng ấy, các bạn nhìn vô trong sách đi, làm vê dây là sự, là cái sự biến tấu, biến hóa, làm cho thay đổi về âm thanh á, là sự biến hóa về cao độ. Cao độ là gì? Cao độ là độ cao thấp của âm thanh. Cao độ là do, re, mi, son, la, đó là cao độ từ thấp đến cao. Vậy thì riêng một cái từ ngữ ở trong đó mình vê dây á, giờ các bạn cứ nghe dây học đi ha, rồi tí đến phần cô dạy. Cao độ là độ cao thấp của âm thanh, thì đơn giản cái việc các bạn vê làm sao ấy cho cái cao độ đó di chuyển từ dưới thấp lên cao, nó trôi đã từ từ hẳn ham vô bài. Có nhiều bạn vê đơn giản như cao độ cũng chưa vê được nhưng mà đã đi vô bài rồi, cô ơi sao người ta vê bất nhiễm hay thế, vê ái thương hay thế mà em làm không được, tại vì cái đơn giản như là như thế này các bạn vẫn chưa làm được. Ví dụ này, cao xuống thấp đó, đơn giản như vậy thôi vẫn chưa vê được, mình vẫn đang đó, mình đang như này, cơ nó còn chưa kêu mà mình đã lo đi vô bài là chưa được ha. Cao độ này, đó là cao độ của âm thanh, thì các bạn phải vê được cái từ thấp lên cao, đi xuống đó. Thì khi mà các bạn chuyển dây từ dây nọ qua dây kia ở trong bài, các bạn mới làm nhanh được. Cao độ kế tiếp cứ nghe giảng ra nhé, phần này là phần nghe giảng. Trường độ là độ dài ngắn của âm thanh các bạn. Ví dụ trường độ là mình đang đếm là do, re, hai, ba. Hai, ba là phát ngân dài. Son, la, hai, ba, bốn, đố. Ví dụ nào, do, re, hai, ba, bốn. Đó, vậy thì cái vê dây đó mình lại phải tập nữa, chứ không phải cứ vê là kéo là nó đi đâu, mình cũng phải tập từ cái ngắn qua cái dài. À, các bạn có bài tập nữa, cao độ, trường độ, sau đó là đến lực độ nữa các bạn. Các bạn nghe thấy có nhiều bài người ta dùng lực rất là nhiều đúng không? Ví dụ này, bình thường dùng lực lớn lên đây. Xong đấy lại. Đó, lực này. Nhẹ thôi. Những cái này các bạn cũng phải tập, giống như những người khác họ khi mà họ vào bài họ cũng phải làm được những cái này, đơn giản là những cái này. Còn thông thường mình một cái là mình vô bài luôn, mình là đô rê, cưa mãi đấy, nó cứ giống như là nó đang bắt ép á, nó đang bị vấp, bị đứt đoạn, bị đứt khúc á, thì cái này nó phải trải qua cả một quá trình nha các bạn. Trải một thời gian khoảng ít nhất là các bạn ngày nào cũng tập thì cũng phải 2 tuần thì các bạn mới làm trôi chảy được. Đó là dành cho những bạn chăm chỉ, còn những bạn không chăm chỉ thì phải tính theo tháng nha. Đây là cái móng này là khá là cứng này. Vậy thì cao độ, trường độ, tiết tấu và âm sắc. Vậy thì các bạn sẽ thấy là những cái bạn nhạc mà vui thì các bạn sẽ vê dây những cái tiết tấu nó cũng nhanh đúng không? Mình cũng phải đập chân nhanh lên này, mình đàn nốt nhanh lên, giai điệu nó cũng nhanh. Những bài buồn ấy thì âm sắc của nó sẽ đau khổ, da diết. Vậy thì khi mình vê dây mình cũng phải dựa vào cái bản nhạc đó, cái giai điệu của bản nhạc đó nó nói về cái gì, cái lời của cái bản nhạc đó nó đang muốn thể hiện cái gì trong đấy. Thì thay vì là ca sĩ thì người ta sẽ dùng cái âm thanh của họ, dùng cái tiếng nói của họ thể hiện bằng lời nói có ngôn từ ha. Thì mình thể hiện bằng cao độ ở trên cây đàn, mình cũng thể hiện ra cái sự như thế. Thì khi mà mình vê được rồi, cái đó là khi vê được rồi thôi, chứ còn chưa vê được thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể làm được cái việc đó ngay lập tức. Vậy thì đơn giản bây giờ các bạn về tập cho cô. Đây là cô đang chị đang giảng nha, cứ nghe giảng đã không mấy, trời ơi bà chị lên đây mà bà ta nói cái gì không à. Thì các bạn phải tập được, đơn giản là các bạn phải tập được chuyển động từ dây nọ qua dây kia, nó không bị vấp đã, không bị rớt đã, thì các bạn hẳn rap vô bài. Bây giờ các bạn vê một mình á, vê đơn giản như vậy thôi mà nó vẫn còn như thế này, thế thì mình rap vô bài
xong mình ráp hai tay vô cái là mình quên hết luôn, mình ráp tay phải vô cái là mình quên tay trái cái gì luôn, là không nhớ gì hết. Thứ nhất, thứ hai nữa là khi ve dây ấy, mình dùng lực quá nhiều, cái tiếng đàn, tiếng ve dây nó cứ bập bập về này, nó cứ bị dạng như là nó đang bị gồng, đang bị cứng ấy. Thì mình phải đơn giản là những cái nốt từ chuyển động đồ, từ cao độ ấy, chuyển động, cái chuyển động như vậy mình đã làm được đâu, mình phải làm được cái này đã thì mình hành rap vô bài ha. Và mình thấy không, khi mình chuyển động như vậy mình rất là mỏi tay đấy các bạn, cái cổ tay mỏi lắm ấy. Thì mình phải làm sao mình quen được cái như thế đã, mình quen được cái tay của mình nó đang thích nghi đã, rồi hắn rap vô bài. Tại vì ở đây các bạn chỉ thấy là mình đang chỉ sử dụng có một cái ve dây và một chỗ thôi, còn khi mà các bạn rap vô hai tay rồi các bạn còn phải lo tay trái nhớ dây đàn, nhịp phách này, xong đó nếu có hoạt âm ở tay trái thì mình phải nhấn xuống này, phải rung này, sau đó những cái tay, những cái nốt của tay trái mình phải thể hiện nhỏ lớn bé lại, đơn giản như vậy thì nó bị chi phối nhiều lắm. Ví dụ mình bóc mi thì cái tay của mình phải điều khiển rất là nhiều. Vậy thì cô nói nôm na là cái việc mà các bạn ve dây là các bạn không được nóng vội, các bạn phải cần thời gian, phải hiểu nó, cảm nó, rồi các bạn hãy tập cho nó có hiệu quả nhé. Cô ví dụ tối ngày hôm nay mình học ve âm son, âm son là số 5, ký hiệu là số 5. Hôm nay mình mới tập ve nó cứ đứt khúc như vậy này. Đó, nó cứ khúc khúc như vậy, xong nó lại được, xong nó lại đứt, nó khúc khúc như thế vậy. Thì chuyện này là hết sức bình thường nha. Sau đó các bạn ve đến buổi thứ 2, thứ 3 thì các bạn sẽ ve nó sẽ vẫn là một cái đường thẳng, nó chưa có cái gì ấn tượng ở trong đấy cả. Nhưng mà cái tiếng ve của mình nó đã dài hơn được rồi. Chứ buổi đầu tiên mà các bạn muốn là nó liền lại, nó không bị ngắt quãng, không có đâu. Cần tất cả là đều cần thời gian hết các bạn, cho cái tay của mình, khớp tay, cổ tay của mình nó phải quen với cái công việc đấy đã, quen với cái cách đó đã, các bạn mới làm được. Sau đó đến buổi thứ 3, thứ 4, nếu mà các bạn siêng tập, ngày nào cũng tập, thì cái tiếng ve của các bạn nó vẫn chỉ là một đường thẳng như vậy thôi, nhưng nó không bị ngắt quãng nữa, nó không có bị khúc khúc nữa. Đó, sau đó các bạn ve được rồi, bắt đầu các bạn mới rap cho cô cao độ vào. Rap cao độ có nghĩa là các bạn chuyển động đi từ son la do re. Đó, các bạn rap cho cô chuyển động vào. Nếu không được nữa, một âm son này thôi, các bạn ve này. Họ ve từ nhỏ tới lớn. Đó, ve từ nhỏ tới lớn. Rồi, có nghĩa là các bạn sẽ không bao giờ ve một cái âm mà nó giống như thế này. Nó sẽ rất là khó nghe ha. Nghe nó cái âm nó cứ bị dồn vào một chỗ ấy. Ví dụ như mình đàn tính như nữ. Son la do re mi si la son la. Thế khi mình ve nốt đô cái nó thành son la do. Đó, nó bị dồn lên ấy. Tại vì khi mình dùng lực nhiều, cái âm nó tự dưng nghe nó lớn hơn ha. Thì mình phải tập bằng cách là mình ve nhỏ thôi. Mình ve nhỏ thôi, sau đó mình ve lớn lên. Rồi khi nữa các bạn làm được rồi, bắt đầu các bạn mới điều chỉnh cái lực của mình, điều chỉnh cái lực tay của mình, kết hợp từ vai xuống đến cổ tay, làm sao cho cái tiếng đàn của mình á, nó đừng có bị như, nếu mình mới mà thì nó phải là từ nhỏ sang mà lớn ơi là lớn. Đó, nó nhỏ lớn ơi là lớn. Nhưng khi các bạn làm được rồi ấy thì cái tiếng ve của bạn nó rất là mềm mại, có nghĩa là nó sẽ cân đối thôi, nó như thế vậy thôi, nhưng mà nghe nó dịu lắm, chứ nó không có bị cứng đơ như cái thằng này. Đó thì phải cần thời gian ha, cần thời gian. Đây là cái tối thiểu nhất, đơn giản nhất để có một tiếng V2 là cái mình phải tập. Đó, thời gian đầu thì nó cứ ngắt quãng, sau ra là nó bớt hơn nữa. Thì các bạn nhớ là V hình cong. Ở trong cái cổ tranh này á, thì cô cứ gọi là V hình cầu vồng. Có nghĩa là các bạn đừng có bao giờ V một chỗ dồn lại thì không bao giờ nó hay cả. Và các bạn học cách V như thế này thì tự động cái tay của các bạn nó sẽ, nói chung là nó sẽ tự dưng nó vào khuôn khổ à. Mình sẽ đàn hay hơn. V hay đồng nghĩa và đàn khi mình rát tay trái vào nó rất là hay. Mình không bị dồn vào nữa. Nếu mình không tập riêng ở bên này, tập riêng cái này ra, khi các bạn ráp tay trái vào, thông thường khi ráp tay trái vào các bạn quên hết tay phải mà, quên cả ve dây luôn, là cái tiếng đàn của bạn nó một cục như thế này luôn này, nó không có tản ra được. Thì các bạn nên, theo cô là các bạn nên tập từng âm một thôi. Ví dụ các bạn ve son thì các bạn ve một nốt son, một âm son trên một dây son thôi, mà các bạn làm được những cái mà cô đang chỉ, sau đó các bạn hẳn ráp từ vào ha. Thì cái này nó phải cần thời gian. Kế tiếp này, ví dụ như kế tiếp ha, mình cũng là ve nốt son, sau đó các bạn mới ráp gì, ráp cao độ vào, trường độ vào, ví dụ son la đô. Thì cái chỗ này mình ve ha, mình ve này,
Đây là cô đang chỉ về lý thuyết đã để các bạn xem các bạn hiểu đã. Ví dụ các bạn V sáu là đô, ba cái âm này nó liền với nhau mà trên ba sợi dây. Thì bây giờ mình không thể nào mình muốn hay thật là hay giống như những các bạn đã tập lâu rồi, hay là những cái video mà thầy cô đàn, tất cả đều là cần thời gian khổ luyện hết. Vậy mình mới khi mình về từ hai đơn dễ nhất là cái bài bất nhiễm á. À, cô xin lỗi, bài đại ngư mi son đô si mi đó, cái chỗ đó mình về nhiều. Vậy thì từ nốt son này, khi các bạn về nốt son này ha, đến nốt son này các bạn chuyển qua nốt la, sắp qua nốt la rồi, thì cái lực ở từ dây son mà chuyển qua dây la đó, cái lực mà từ son qua la các bạn phải về nhanh lên, phải dùng nhiều lên. Mình đang tập nha, cô đang nói chỗ này là mình đang tập. Rồi từ la mà qua đô mình đang về bình thường đúng không? Từ la qua đô mình thấy ngón cái của mình sắp qua đô rồi, thì các bạn phải về mạnh lên, nhanh lắc cái tay á, cái tay mình phải lắc nhanh hơn nữa để chuyển dây, thì lúc đó cái âm của mình nó mới liền lại. Còn nếu như mà bạn không có tập cái này thì bạn cứ từ son bạn liếc qua la, liếc qua đô luôn, bạn liên không có được, tại vì nó không có cái, không có cái thế và nó không có cái chuyển động ở trong đấy, không đi được. Các bạn cứ kéo lên không đi. Nếu mà các bạn không tập thì cứ từ son qua la nó trôi qua đến đô, cái là nó đứt ha, nó hết hơi rồi, nó mất, giống như kiểu là nó mất sức rồi, nó không còn sức nữa đó. Hoặc là nếu mà các bạn không tập á thì từ son đến la này nó cứ bị khúc, à nó cứ bị khúc như vậy này, tại vì nó không được liền. Ví dụ như nếu chỗ này mà cô cho các bạn về son la đô son đó, nó cách một dây la ở đây, cách một dây la đây mình phải bỏ, xong mình đến nốt son này, vậy làm sao cho cái âm thanh này nó vang được, nó liền được đó, thì các bạn cũng phải là về từ son, từ đố qua son này nó bị trống dây la đúng không? Khi mình biết là à mình sắp phải chuyển đến nốt son rồi, mình phải về nốt son này cách đây một dây, thì cái tốc độ ở đây phải thật nhanh. Thì nếu muốn thật nhanh thì khi các bạn chuyển dây, cái lực của các bạn và lực thì ít thôi mà cái lắc dây á, cái lắc qua lắc lại của mình này phải thật nhanh thì chuyển qua nốt này nó mới liền lại được, còn không là nó sẽ bị vấp ha. Đó là cách mà về từ về cao độ này, đó là về cao độ đó. Cao độ có nghĩa là độ cao thấp của âm thanh, như cứ như vậy và ngược lại. Khi các bạn làm được cái này rồi, các bạn chuyển làm được này rồi đó, thì các bạn mới tập, bắt đầu các bạn mới chuyển. Cái này là phải tập. Tập cái này xong thì bắt đầu khi các bạn chuyển từ từ đây qua đây này, ví dụ son la đô son, nó rất là nhẹ nhàng. Nếu không có bài tập mà các bạn thấy à chỗ này son la đô, các bạn vèo qua một cái thì tiếng đàn không bao giờ hay cả. Tại vì khi mà mình vô bài đâu có bao giờ mình đàn một màu như vậy đâu. Vậy thì khi vô bài một bản nhạc hay, các bạn thấy ca người ta đàn á, người ta sử dụng cái lực từ ánh mắt này, từ âm thanh này, từ người luôn, để cho làm sao ráng ra cho cái âm nó ra hay, thiệt là hay, hay nhất có thể. Vậy thì cái nốt son này thường ha, ví dụ như cô dạy ta 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 thì không có ai mà ta 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 về tăng 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 hết. Vậy về từ nhỏ tới lớn ta 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 ta, nốt son này cũng về đi. Thì cái nốt đố này khi mình hát cao độ có phải là son la đô son, son là cao nhất. Khi người ta hát thì nốt đố này người ta cũng gì dùng hơi nhiều nhất, đẩy lên cao nhất đúng không? Son la đố son. Vậy khi các bạn nghe dây các bạn ta 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 nó sẽ hay. Còn nếu như mình không có học cách về từ trước, khi mình chuyển qua đây son la đô son, nghe nó như vậy đó ha, nghe nó như thế đó, thì các bạn phải tập. Còn kế tiếp này, cao độ, trường độ. Trường độ là độ dài ngắn của âm thanh đó. Cái này cũng là trường độ nhưng mà nó liền lại nhiều nốt với nhau. Còn những cái nốt đơn giản, ví dụ như ba phát đi, son 2 3 này, son 2 3, la 2 3 4 thì nó có rất là nhiều cách V các bạn. Nếu mà cái câu này thì nó có rất là nhiều cách V. Mình có thể V từ nhỏ tới lớn. Trường hợp này mình có thể V son la. À, mình về son la, nếu mà có trường hợp này thì thông thường tay trái nó sẽ có bốc hợp âm nữa, la mi la đô mi. Đây là cô ví dụ ha, tại vì ở trong này, trong group thì mỗi một bạn có một trình độ khác nhau. Có bạn thì đã học cái này rồi, có bạn chưa thì cô cứ quay vào đây để các bạn nào mà chưa hiểu hoặc đến lúc cần thì các bạn lôi ra để sử dụng ha. La mi la đô mi. Nếu như mà ở trường hợp này mình sẽ về nốt son nhỏ thôi, son son nhỏ lên cong lượn lên la la mi la đô mi, thì cái này mình lại phải dùng lực ở tay trái nữa, mình lớn lớn sau cái này lại nhỏ lại son ta 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 ta. Có nhiều bạn cái chỗ mi này này, đặc biệt cái nốt mi này la mi la đô mi, cái nốt mi này cứ bốc lên thật là to, thật là lớn, là sai nha.
cái đó là sai nhé, cái đó là không nên làm nha các bạn, cái đó là sai không nên làm. Từ đây là mình đã phải gì rồi, ta 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 bé lại thì nó sẽ hay. Vậy khi tay trái bé thì các bạn phải kéo luôn được cả cái tay phải cũng bé luôn, về đây này các bạn cũng phải nhỏ lại thì nó sẽ hay. Còn nếu khi mà vình về tới đây la mì la đô mỹ, cái này mình đàn thật là lớn rồi này, xong đến cái này mình cũng về lớn luôn, là nghe gì nó rất là chói, là nghe cái tiếng đàn của mình nó một cục luôn. Vậy thì cao độ, trường độ đó, rồi đến lực độ nữa. Lực độ ha, lực độ là dùng độ mạnh nhẹ của âm thanh, dùng là tạo nên cái âm thanh mạnh nhẹ, ví dụ một nốt son này thôi, và các bạn vê cho nó làm sao cho nó hay, lớn lớn nhất có thể. Cái này cực khó nha các bạn, nhìn vậy thôi nhưng mà khó lắm. Các bạn nào mà tập thử đi mới thấy. Vê mà dùng lực ấy, có nghĩa là dùng lực để vê dây, lực độ là dùng lực để vai dây, mà có rất là nhiều bài người ta yêu cầu. Mình đang học nhạc phim thì nó chưa có, nhưng sau này các bạn học tác phẩm nó sẽ có dùng lực để miêu tả hành động hay là một cái sự việc gì đó đang xảy ra. Thì khi các bạn vê nốt son này, lực là lực ngay từ đầu luôn, ngay từ đầu các bạn vê nhỏ xong là cũng là lớn lên, nhưng mà yêu cầu đến khi mà các bạn bé lại đó, mà cái nốt này các vì các bạn đang dùng lực nó rất là nhanh, nhanh và lớn và to nữa, cái nốt này nó không bị đứt. Thường nếu mà mình tập không đều á, mình tập không nhiều ấy, là cái đến chỗ này là nó cũng cứ tặc tặc đó, vì nó mỏi tay quá rồi, nó hết mất hết sức rồi, không có về được nó. Thì từ đây là các bạn phải, cái này cũng phải tập, nó hoàn toàn khác với cái này. Cái này là các bạn không có lực, các bạn về từ nhỏ tới lớn để tập thôi, tại vì nhạc phim mà đâu có bài nào về được nó. Thì từ đây là các bạn phải, cái này cũng phải tập, nó hoàn toàn khác với cái này. Cái này là các bạn không có lực, các bạn về từ nhỏ tới lớn để tập thôi, tại vì nhạc phim mà đâu có bài nào mà phải dùng sức quá nhiều về về dây đâu. Nhưng mà đối với tác phẩm thì cái chỗ này rất là khó, các bạn dùng lực son bé lại mà muốn nín thở để vê luôn, mà làm sao nó thật là nhỏ. Thì cái này các bạn có thể thấy tham khảo vào những cái video ở trên YouTube ấy, có những cái tác phẩm lớn ấy, của thầy cô đàn ấy, đến chỗ này người ta sẽ chau mày lại, nhíu mặt lại, rồi cúi đầu xuống, cúi lưng xuống, nâng tay lên để thể hiện làm sao cái nốt này đi xuống nó không bị đứt đó. Rất là khó, cái này cực kỳ khó, lực độ thì rất là khó nhé. Rồi tiếp theo này các bạn, ở trong cái quyển sách đấy cô có ghi là cao độ, trường độ, tiết tấu, lực độ, âm sắc và màu sắc đó, đúng không? Vậy thì cũng là những cái như thế này thôi. Nhưng mà khi mà các bạn đi vô một cái bản nhạc buồn đi, cái bản nhạc có cảm xúc, ví dụ như là bài tiếng Phật tiếng Tâm là Do Re Mi Son Mi La, Son Mi La, các bạn về nốt là, nốt là này các bạn thấy là dây nó rất là trùng, có nghĩa là cái sợi dây nó to ấy, và cái độ sâu của nó ở bên dưới, thường là điểm tựa của nốt là về cũng khá là khó, son với là khá là khó. Vậy thì khi mà các bạn muốn về được cái dây là này, trước khi các bạn đặt tay để về, các bạn phải đặt nhẹ thôi, nhẹ thôi, chứ đặt mạnh một cái, vì nó là nhạc thiền, nhạc buồn mà, các bạn đặt mạnh vô cái, các bạn tặc 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 là thua. Nó sẽ tiếng đàn của các bạn giống như không được sự chuẩn bị trước ấy, là cái tiếng đàn của các bạn nó sẽ bị méo, một là bị méo, hai là cái khúc này nó sẽ dễ là bị đứt đoạn, dễ bị đứt ra như vậy, nó không thể nào mà liền lại được đó. Còn những cái bài nhạc vui, ví dụ như là vui giống như bài gì ta, bài Đao Kiếm Như Mộng đi, thì la la sa mi mi la la sa la do re, la mi la mi tăng 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 tăng, la mi la mi, la mi la mi, ví dụ ha, la mi la mi, mình vê nốt mi, mình nối qua mình vê nốt mi như vậy. Đây là cô đang ví dụ thôi nha các bạn. Ta 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 tan 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 tan. Thì các bạn lại chỗ này, đối với nhạc buồn ấy, nhạc mà tại màu sẽ, cô đang nói là cái màu sắc của âm thanh nè, cái này thì vui đó. Vậy thì khi các bạn đặt tay vô và các bạn không được để trượt nốt mi, nếu các bạn để trượt nốt mi thì các bạn sẽ, cái tiếng chỗ này này nó sẽ bị yếu, cái nốt mi này nghe nó sẽ rất là kỳ, nên khi mình đặt tay vô cái ta 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 là phải về liền. Còn ví dụ như cái bài này là nhạc buồn, son mi la, phải đặt nhẹ thôi đó. Nó có rất là nhiều cách để cho cái tiếng đàn của mình nó hay, mà bằng cách là mình phải học hỏi những cái nhỏ nhỏ như này này. Các bạn nghe thấy một bản nhạc hay hoàn chỉnh ấy, nó khác nhau rất là nhiều, mỗi người một màu sắc, mỗi người một âm thanh, là nó cũng từ cái chút xíu này mà ra đó. Đó, nó từ cái chút xíu này mà ra ha. Rồi, bây giờ cô sẽ chỉ các bạn về dây. Rồi, mình đã trải qua cái đoạn mà về nhẹ như vậy, mình đã trải qua được cái này rồi, cho nó kêu, cho nó đều rồi, giống như cái đoạn video lần thứ hai cô gửi các bạn ấy, làm sao mà nó không bị đoạn 1 nó đứt đoạn, tắc 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 tắc, đoạn 2 dài ra,
Thế các bạn phải liên kết cái này. Khi mà chuyển dây các bạn phải lắc nhanh lên, còn nếu không nó cứ đứt đoạn, nó cứ ngắt, nó cứ tằng tặc, nó cứ ở chỗ đó thôi. Mình làm cái cao độ Do Re Mi Son. Chán rồi thì bây giờ mình đồ dài ra, Re dài ra, xong qua Mi ngắn thôi. Rồi xong lại nhớ cái cô Liên chỉ là từ đồ chuyển qua Re, chuyển qua Mi, các bạn lắc nhanh lên. Ví dụ đồ sắp rớt rồi, sắp ngắt, nhanh lên, nhanh nữa lên, lắc nhanh lên, lắc nhanh ta. Đó, dùng cái lực nhanh lên. Sau đó khi mình chuyển rồi, linh hoạt cái tay rồi thì nó sẽ rất là bình thường. Còn nếu khi bạn chuyển dây từ đồ lên Re mà các bạn cứ đồ xong Re, làm sao mà hay được, không hay được nha. Vậy thì từ cái dây nọ chuyển qua dây kia phải lắc nhanh lên, nhưng đừng có dùng lực quá nhiều. Mình mới mà, nếu mình không dùng lực thì không đúng. Nếu mà mới quá mà không dùng lực để chuyển từ dây đồ qua dây Re thì nó sẽ không có kêu và cái tay nó không có lực để đi. Nhưng mà mình dùng ít thôi, đừng dùng quá nhiều, để khi mà mình làm được rồi thì mình sẽ bớt lực lại cho cái tiếng đàn của mình nghe nó hay hơn. Rồi, đô. Rồi, những cái nốt cuối cùng của V cao độ từ thấp lên cao, những cái nốt cuối cùng đó V lớn lên. Ví dụ cô đàn là Mi So La, nốt La là cao nhất đúng không? Hoặc là cô đàn Do Re Mi, nốt Mi cao nhất. Thì cái nốt cao nhất đó các bạn về từ nhỏ tới lớn các bạn tua lại. Ví dụ Mi So, So La Do này. Nhỏ lên, lớn lên, bé lại. Đó, ví dụ Mi So La, lớn lên, bé lại. Vậy nên là khi các bạn nghe thấy tiếng đàn của các thầy cô giáo luôn khác với của học viên, là do thầy cô giáo vừa cổ luyện cái này rất là nhiều. Hoặc các bạn nghe thấy người cách ô bạn nó đàn hay hơn mình, tự mình sẽ cảm nhận được là à cái đó người ta hơn nhau là ở cái kỹ thuật đó. Rồi tiếp này, dùng lực về từ cầu vồng. Cầu vồng này mình đang ở ngắt này, mình về này, đưa ra ngoài này một chút xíu nha các bạn. Đừng có, ví dụ cái này chỗ mình lúc mình mới tập thôi, còn khi mình biết về dây chút xíu rồi, tại vì trong group này thì nhiều bạn mỗi trình độ khác nhau mà, các bạn đưa ra ngoài này chút xíu, đưa ra ngoài này chút xíu, các bạn về này, nhưng mà tay vẫn trống nhá, vẫn trống này. Ví dụ sò là đô nha, từ nhỏ nhỏ lớn lên và đến đây thì bé lại đó, từ nhỏ này lớn này bé lại. Mình mới thì mình cứ làm theo cái công thức vậy đã, còn khi mà các bạn đã làm được rồi thì khỏi, cứ cái lực của mình điều khiển thôi. Nhỏ lớn lên, bé lại, Mi So La, bé lại. Đừng để cái nốt này nó bị rớt nha, đừng để cái nốt này nó bị tụt ha. Nhẹ tua lại, phải tập ha, rồi đấy Mi, chứ không tập á đến lúc mà mình làm cái này nó cứ cục 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 cục. Đó, có bạn nào đang làm cục cục như vậy không? Đó, vậy tập ha. Rồi kế tiếp là dùng lực này. Thì khi mà các bạn dùng lực thì mình, lúc mà cô nói là dùng lực rất là khó đấy. Đôi khi cô làm nó cũng bị trượt quá chứ không phải chơi đâu. Sò này, nhỏ thôi, lớn dần lên, nhớ lại làm sao mà nó một cách tự nhiên nhất, chứ đừng có sao nó tuột. Nó tuột là tự nhiên cái móng á, nó sẽ tuột ra khỏi dây đàn luôn. Tại vì mình đang dùng lực, mình sẽ không còn sức để cái móng nó bám vô dây nữa. Vì phải dùng lực, lực rất là nhiều, rất là mạnh, mà nó tuột ra cái mình va lại nó sẽ bị như vậy. Mình va lại, đó, nó sẽ bị đang cái đà đi á, nó trượt, giống như nó trượt ra khỏi cái bánh xe, nó được ra đường ray rồi, là đi vô lại là lại không được nữa. Nhỏ, lớn lên, lớn đồng nghĩa với mạnh lên nè, lớn đồng nghĩa với mạnh lên. Phải tập nữa này. Và khi các bạn nghe người ta rap nguyên một cái đoạn vào như vậy với nhau thì mới thành VJ. Chứ còn nếu VJ đơn giản ấy, chỉ như vậy thôi, không bị ngắt, không bị đứt thì ai cũng V được rồi đúng không? Ai cũng V được, tập riết là cũng được thôi ha. Cách là thả lỏng tay ra thôi các bạn, thả lỏng tay ra ha. Rồi khi các bạn về dây, nhớ là cứ cao độ từ thấp lên cao, về nhà ngồi ấy, cứ tập như vậy thôi, lớn lên xong bé lại hình cầu vồng, lớn lên rồi nhỏ lại, cứ là nhỏ tới lớn, nhỏ tới lớn, tự động tiếng đàn các bạn sẽ hay hơn rất là nhiều nhá, tự động lên nó hay hơn rất là nhiều. Lớn lên, bé lại. Rồi tiếp nữa, nếu bạn nào mà V không cần chống được rồi, các bạn chuyển sang V ở đây là sò D dài, Re Mi. Rồi chuyển qua không chống nha. Có hai cách, một là các bạn, ví dụ các bạn V nốt đô, các bạn chống ngón út lên nốt sòn. Ví dụ chống này, nó sẽ hay hơn rất là nhiều đấy. Và cô khuyên các bạn nên tập, nên thử xem mình kế mình làm được cái nào. Đó, mình chống lên cái dây sòn thì nó sẽ không ảnh hưởng đến âm thanh cả. Nè, chống chưa?
mình cảm thấy khó quá, các bạn có thể nắm ngón tay lại. Khi mà nắm ngón tay lại thì cái bàn tay của mình hạ thấp xuống dây đàn, nhưng mà không được dựa vào dây đàn nhé, hạ thấp xuống thôi. Ví dụ mình đang như vậy, đang cao này, các bạn chống nó đang cao đúng không, khi các bạn về mà nắm như vậy lại thì hạ thấp xuống xíu. Đó, chuyển di chuyển đấy, nhớ là cái này phải thấp xuống nhé. Nếu có bạn lần về cái xong cứ vậy dựa vào nguyên cái cục này, dựa vào đây xài á, nhìn nó kỳ lắm các bạn, kỳ lắm. Đó, chuyển ra. Và khi mình lắc như vậy, lắc một đoạn ngắn thôi, mi từ từ đi qua đây, thì đừng một phát đi là nó sẽ bị bể đây, bị bể đấy, vội là nó sẽ bị bể, vậy là phải tập từ nhỏ này, đi ra, kiên trì nha, ai cũng làm được, mình sẽ làm được, mình đừng có vội, mình đừng có nóng. Rồi tiếp, đấy là mình mới tập như vậy. Rồi khi sau này mình cảm thấy là cái cây đàn của mình chỗ này tiếng nó không được hay, mình thích ra đây, mình thích ra đây, mình cũng làm được luôn. Âm nó khác nhau hết á. À, thấy không? Thì cái phần này nó sẽ rất là hay đối với những cái bản mình đàn một tay, mình có thể. Rồi ra đây. Khi mà ra đây là phải vê dày lại. Khi ra đây chỉ một đoạn như vậy thôi. Ra đây mình tia tận đây cho nó bể nha. Rồi này. Đấy, đây nó bể. Nếu mà ra đây là ngắn thôi nha. Nhớ là đừng có chống tay xuống ha. Vậy là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn còn nhiều lắm. Để có gì cô sẽ chỉ các bạn những cái gì mà dịp nào mà các bạn muốn hỏi riêng cái gì thì inbox cho cô. Vậy là vê đây là tập hợp rất là nhiều kỹ thuật ở trong đó. Các bạn phải vê được cao độ, trường độ, tiết tấu, âm sắc, lực độ, tổng những cái đó lại với nhau thì vê dây mới hay. Chứ còn ví dụ như vê dây như vậy thôi thì cô nghĩ là ai cũng làm được rồi. Thì các bạn rap vô. Đó, cái chuyển la mi chuyển này. Mà là nhớ nhé, khi chuyển lên là phải dùng lực lên. Cô làm được, các bạn sẽ làm được. Bây giờ đến phần thực hành, cái móng cô đang sử dụng là cái móng mà cô đang bán cho các bạn với giá 100.000. Nó chất liệu của nó là bằng cao su cộng với nano để tạo nên cái móng này. Khi bạn sử dụng móng này á, vì nó có sự đàn hồi, nó rất là nhẹ và mặn nữa, nên khi các bạn vê dây các bạn sẽ dùng ít lực hơn, từ đó là nó sẽ được hỗ trợ lực cho các bạn xài. Khi mà vê dây dài á, nó sẽ không bị mệt, bị mỏi và cái tay của bạn không phải lắc quá nhiều. Khi mà dùng cái móng này, đàn của bạn đang là tiếng trầm thì khi sử dụng móng, tiếng nó sẽ thanh hơn, nó mảnh hơn nhá, tiếng nó sẽ mỏng hơn các móng bình thường đấy. Nhưng mà mình vê dây được rồi thì khi mình sử dụng qua móng khác nó sẽ rất là hiệu quả, tại vì cái lực của mình đang đi rất là trơn tru ấy, mình chuyển móng không vấn đề gì cả. Còn khi các bạn không vê dây được thì cái móng nào các bạn sử dụng nó cũng rất là khó khăn. Vậy thì cái phần đầu tiên là đeo móng, thì cô hướng dẫn các bạn đeo móng rồi, nhất là cái ngón cái các bạn phải quay sang giống như là cái lưỡi liềm ấy, giống như cái khăn màu quẹ đấy, nó phải nghiêng hết về bên tay trái. Rồi đến khi vê dây, đầu tiên là mình phải xác nhận cái dây của mình vê là dây nào. Ví dụ vê dây son thì các bạn đừng có đặt sát vào đây, khoảng cách là 1 cm trước đã, chống ngón tay xuống làm điểm tựa, không phải là dùng lực bẩy cái ngón này ấn thật mạnh cái ngón út xuống để mình vê, không phải, ngón út chỉ để hờ hững vậy thôi. Tại vì sao? Cái nguyên lý là giống như tay mình đang nắm vào như vậy thì nắm hết vào như vậy, còn cái ngón này nó nắm vào thì vê kiểu gì thì nó bị như vậy, nó bị nằm xuống thì mình để lên ha. Rồi là mình vê, mình khoảng cách ra khoảng 1 cm như vậy đã. Còn sau này mà mình giỏi rồi thì mình không chống mình cũng vê được, không chống mình cũng vê được bình thường. Bây giờ cái đơn giản là mình phải chống tay xuống. Các bạn thấy cô ơi, chống khó quá, em làm một phát như vậy luôn ha. Đừng làm như thế, nó rất là xấu. Đằng nào mình cũng mất thời gian để mình tập rồi, mình phải tập ngay từ đầu thì mình hãy chọn cái đẹp, đừng chọn cái xấu ha. Rồi thứ hai nữa là khi đeo móng này, ngón trỏ ấn vô ngón cái như thế vậy, đặt ngón trỏ chọc vô ngón cái như thế vậy. Có bạn làm như thế này cũng được, đặt như thế vậy cũng được, nhưng mà cô thì không làm cái này. Cô thấy cảm thấy nó không được chắc chắn và cái ngón út này nó hay bị trà xuống dưới phần bên dưới ấy. Nên là cô sẽ đè cái móng của ngón trỏ lên cái móng của ngón cái, cô rút lại. Nếu mà đặt như vậy thì nó bị đụng đúng không, cô rút lại này để mục đích là
cái ngón tay này này, mình chạy qua chạy lại mình vê ấy, nó được chắc chắn, nó được đảm bảo là nó rất là chắc chắn. Còn khi mà mình chỉ để hờ hững như thế vậy thôi thì cô cảm thấy là mình phải bấu thật là chặt cái thịt ở cái phần băng keo này vào đây thì nó rất là đau. Cô thì cảm thấy vậy nhá, còn nhiều bạn thì vẫn làm như thế là thấy bình thường, nhưng mà cô thấy như thế này nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Nó sẽ coi như là mình sẽ cảm nhận được cái móng của mình nó có chạy nhanh hay là chạy chậm hay nó có lỏng hay không ấy. Còn cái này mình dựa vào đây thì nó không cảm nhận được cái sự chắc chắn của nó. Đó, đè móng ngón trỏ lên móng ngón cái và vê. Rồi, thì các bạn xài ngón nào cũng được. Vậy thì có bạn thì nghiêng 40 độ, 50 độ, 70 độ, 90 độ. Thì theo cô, quan trọng nhất là mình cảm thấy thoải mái là được. Tại vì người mình có tay dài, tay ngắn, người cao, người thấp, người béo, người gầy, và cái ngón tay các bạn, cái ngón tay cái của mỗi người hoàn toàn không giống nhau. Có bạn thì cái xương này nó bành ra tận đến đây này, đó. Có bạn rất cao nhưng mà ngón tay nó rất là ngắn. Có bạn thì người rất thấp nhưng mà cái ngón tay rất là dài và cái đốt ngón tay cũng dài nữa. Nên không, theo cô nhé, theo cá nhân cô đã dạy rất là nhiều học trò rồi, thì cái việc mà để vào bao nhiêu và nghiêng như thế nào theo cô thì nó không phù hợp lắm. Nên là có nhiều bạn thì ngón út này á, nó ngắn lắm, có nhiều bạn thì ngón út này nó dài, thì mình cứ để làm sao cho phù hợp nhất có thể. Cái tay, cái vai của mình thả lỏng ra, cái cổ tay, tất cả mọi thứ thả lỏng, đừng có gồng. Khi mình gồng á, tiếng đàn của mình nó cũng gồng theo. À, thả lỏng nè, đàn chậm, trái phải, trái phải, cứ lên xuống như thế này, sau đó tăng tốc lên chậm thôi này. Kiên trì nhé, phải kiên trì chứ, vừa mới làm được cái này xong cô ơi sao em làm không được. Không phải, phải kiên trì để làm sao, để khi các bạn phải tập cái việc là đá lên đá xuống, đá lên đá xuống nó rất là đều, thì khi các bạn vê danh vê dài ơi là dài, tiếng đàn các bạn cũng đều. Còn các bạn không tập mai mốt vê cứ bên to bên bé nó cứ phải đó, tại vì mình thuận thường tay mình phải, ví dụ các bạn thuận bên phải đi xong rồi ngược bên trái thì cái tiếng bên phải nó sẽ lớn hơn tiếng bên trái, quả và ngược lại. Còn nếu mà bạn tập như vậy thì hai tay, hai cái nốt ấy, cái độ lên xuống nó sẽ bằng nhau. Cứ kiên trì tập chậm thôi, đừng có vội, đừng có cô ơi cho em làm hoài không được. Cô cũng vậy, lúc cô tập cô cũng làm hoài mới được chứ bộ, đâu phải đúng cách làm được ngay đâu. Rồi, thả lỏng ra, với cái móng này thì cực kỳ dễ rồi, thả mỏng ra này, đá qua đá lại nhẹ nhàng thôi, đừng có vừa mới vào xong đó như thế này này là không phải, xong là gồng ấn cái này thật là mạnh xuống. Không phải, tại vì đây là cô lấy thực tế từ cô dạy rất là nhiều học trò, có rất là nhiều bạn rất là vội, rất là nóng ấy, kiểu không kiên trì được ấy, vừa mới kiêng cái cà được cái là thôi cô sao em làm không được, cô ơi làm khó quá cô ơi. Đàn mà mua cái đàn nó lắc như thế này luôn, vậy thì khi các bạn đàn ở nhà mà cái đàn các bạn nó cứ răng như vậy này, mọi lần thì cái chân nó chả rung, thì đến lúc mình khi vê dây một cái là cái chân nó rung, nó chạy tùm lum, là nghĩa là mình đang dùng lực quá nhiều lắm luôn ấy. Thả lỏng tay ra. Bởi vậy học trò nói cô ơi mỗi lần em đàn vê dây là con em nó khóc, bởi vì nó nghe ghê quá. Rồi, vậy thì thả lỏng tay ra nhá. Thả lỏng tay ra, kiên trì từng đoạn một. Mình cảm nhận nó. Đó, chậm thôi, từ từ lắc nhanh lên, xong nhỏ lại. Bây giờ cứ tập chậm, nhỏ thôi. Đến khi mình làm nhanh ấy thì mình to lên. Xong mình thấy cảm thấy nó mỏi lắm rồi, nhỏ lại, đó, nhỏ lại từ từ nha, cứ nhỏ dài ra lớn lên, xong rồi bé lại. Để khi mà nó bị vấp thì nó cũng vấp theo giai đoạn, thì khi mình ráp vô bài, ví dụ đánh sòn là đô, cô đánh sòn là đô tình nghi nữ này, lớn lên bé lại rất là hay. Còn nếu các bạn không tập đến lúc đấy sòn đó nghe ghê không, à mình phải nhớ là mình học đàn rồi mình phải kiên nhẫn một chút nha. Nhỏ, nhỏ lên, bé lại. Ví dụ, đô re mi. Còn nếu các bạn không tập á, đến cái lúc vê dây nó cứ về. Đó, cho mình dùng lực ha. Cái đó là vấn đề dùng lực. Thứ hai nữa là khi các bạn vê dây và các bạn rep tay trái rồi, các bạn bắt buộc phải đập phách. Nếu các bạn không đập phách thì vê dây nó sẽ đi đơn phương, nó sẽ đi tự do ấy, nó không có theo một cái gì cả. Thì các bạn bốc tay trái vô là các bạn sẽ quên hết. Lúc mà các bạn rep tay trái vô nó sòn là đô. Nhưng mà các bạn lo vê dây thì đương nhiên là cái tay trái nó phải dừng lại rồi. Vậy thì mình phải nhớ là sòn là tạch tạch, kệ nó, vẫn giữ nhịp phách bình thường. Một lần như vậy 10 lần nó sẽ khác. Đó, nó sẽ khác. Nhớ là cái chân bắt buộc phải đập nhé.
Còn bạn nào mà cô ơi, em về được đã rồi, em cái tay này em ráp sau, đừng bắt buộc là không có ai mà đùng một cái mà làm được ngay đâu, đều là từ chưa biết gì, từ rất là nghe rất là dở, nghe rất là kinh dị, rất là ghê gớm, và từ từ nó mới hay được nhé. Phải kiên trì vào nghe cô, phải kiên trì.